Xin chào các bạn, bộ phim Đảo Hải Tặc One Piece đang được công chúng chào đón vừa được ra mắt. Khởi đầu Luffy từ bé vì ăn trái ác quỷ mà có sức mạnh hơn người, với ước mơ trở thành vua hải tặc. Anh ta đã giăng buồng ra khơi và đối mặt với vô vàn kẻ thù nguy hiểm để có được kho báu lớn nhất thế giới One Piece. Mời các bạn đón xem 8 tập phim này cùng tớ review phim nhé. Mở đầu bộ phim Đảo Hải Tặc, mở đầu bộ phim tại thành phố Lost Town 22 năm trước. Chính phủ thế giới đang áp giải vua hải tặc Goldie Roger đến đài tử hình nhằm răn đe tất cả người dân trên thế giới. Kết cục đi theo con đường làm hải tặc là như thế nào? Phó đô đốc Garp bắt đầu tuyên bố Roger bị tử hình vì là cướp biển và chống lại chính phủ thế giới. Người dân bắt đầu ầm ĩ hơn phía bên dưới. Một người hét lớn muốn biết kho báu của ông ta đang nằm ở đâu. Roger cười lớn và tuyên bố nếu ai lấy được kho báu One Piece sẽ có được mọi thứ mà hắn ta muốn. Tất cả ở ngoài biển khơi hãy đủ can đảm để có được nó. Vừa nói xong lệnh xử tử được ban lệnh. Roger bị xử tử ngay sau đó. Người dân ngay sau khi nghe được tin kho báu One Piece đã nháo nhào ra khơi để tìm kiếm nó. Những lời tuyên bố của vua hải tặc Goldie Roger về kho báu One Piece đã mở ra một thời đại hải tặc hùng mạnh và không kém phần nguy hiểm mới bắt đầu. Vài năm sau, một cậu bé tên là Luffy vì quá tò mò mà đã lấy được một chiếc hộp bên trong chứa một trái ác quỷ, vì cậu không biết đó là quả gì nên đã ăn nó. Trong khi đó, bên ngoài quán rượu một đám sơn tặc đến đây để gây rối. San không muốn làm lớn chuyện nên đã nhường chai rượu cho hắn ta, nhưng tên sơn tặc lại đập nát chai rượu để thị uy. Hắn liền đe dọa San trước mặt mọi người. Thấy San người mình luôn ngưỡng mộ bị đám sơn tặc chế giễu, Luffy bước đến muốn San đấm vỡ mặt bọn chúng vì tội hổ láo. Nhưng San lại nói một điều nhịn chín chiều lành. Nhưng Luffy lại tức giận với câu trả lời này. San kéo tay cậu ta lại thì phát hiện tay cậu ta lại dài ra. Giờ đây Luffy đã sở hữu trái ác quỷ bên trong mình. Ngày hôm sau, bọn sơn tặc lại đến quán rượu. Luffy tức giận quát lớn thì bị tên thủ lĩnh nhấc cả người lên. Trong nguy cấp, San đã đến kịp và cảnh cáo hắn ta nên dừng lại. Vừa nói xong, anh liền giơ tay lên, một tên sơn tặc bị bắn chết. Những tên khác liên tục bị băng của San hạ gục từng tên một. Trong lúc hỗn loạn, tên thủ lĩnh đã bắt cóc Luffy ra biển. Hắn định giết cậu thì con thuyền bị hất văng khiến cả hai lao xuống biển. Tên thủ lĩnh bất ngờ bị kéo đi. Luffy vì ăn trái ác quỷ nên cậu không biết bơi. May mắn San đã đến cứu cậu kịp thời. Bất ngờ, từ đằng sau một con vua biển xuất hiện, nó liền lao đến cắn đứt một tay của San. Khi đang định tấn công tiếp thì San tỏa Haki đe dọa bảo nó cút đi, con vua biển chỉ có thể sợ hãi rời đi. Nhưng vì bảo vệ Luffy mà San đã mất đi một cánh tay, San sau đó đã tặng cho Luffy chiếc mũ rơm của mình cùng lời hứa sẽ gặp lại khi cậu đủ mạnh. Trở lại với hiện tại, Luffy lúc này đã bắt đầu lên đường trở thành vua hải tặc. Nhưng khởi đầu của cậu ta hơi gặp khó khăn vì chiếc thuyền sắp chìm này. Cứ tưởng sẽ cùng chiếc thuyền ra khơi một cách thuận lợi thì nước bắt đầu tràn vào tàu nhanh hơn. Thấy vậy, Luffy vội chui vào một chiếc thùng. Sáng ngày hôm sau, chiếc thùng vô tình trôi đến hai tàu cướp biển đang đánh phá lẫn nhau. Chiếc thuyền màu hồng chính là tàu của nữ hải tặc với lệnh truy nã 5 triệu Billy. Với sức mạnh vượt trội, tàu của nữ hải tặc đã bắn tung con tàu đối phương. Angida liền dân người của mình nhảy dây qua tàu đối thủ để tấn công. Với sức mạnh của mình, bọn họ đã chiếm được tàu của đối thủ. Ngay sau đó, bọn họ đã vớt lên chiếc thùng chứa nam chính. Trong khi đó, Angida đang tra hỏi các thủy thủ đoàn về tung tích của thợ săn hải tặc Zoro, nhưng ông ta không hé nữa lời nên bị bà ta hành quyết. Đêm đến, Luffy thoát ra khỏi thùng thì gặp được Kobe. Ngay sau đó, anh ta đã nói với Luffy đây là con tàu hải tặc của Angida độc ác. Kobe muốn được tự do nhưng bà ta sẽ hành quyết bất cứ ai dám bỏ trốn. Nhưng khi nghe lời dụ dỗ của Luffy đã khiến Kobe cùng Luffy tìm cách bỏ trốn. Luffy vừa lên bong tàu thì đã gây tiếng động lớn khiến tất cả thủy thủ đoàn thức dậy. Azida đã bước đến muốn biết Kobe và tên lạ mặt kia muốn làm gì. Nghe vậy, Luffy tuyên bố bọn họ sẽ bỏ trốn khỏi đây. Vì chả ai muốn ở cùng con mụ mập như Angida. Nghe thấy vậy, bà ta tức giận lao đến tấn công nhưng Luffy đều tránh né dễ dàng. Một bên rút súng bắn vào người Luffy thì viên đạn đẩy ngược lại hắn ta. Angida vung chùy nhưng cơ thể của Luffy dễ dàng né được. Bà ta điên tiết, càng tấn công thì càng phá hoại con tàu. Quá tức giận, Angida liền quay sang tấn công Kobe thì Luffy nhảy đến đỡ lấy đòn đánh. Luffy thấy vậy tức giận liền sử dụng tuyệt chiêu một tay đấm bay bà ta đi xuống biển. Trong khi đó, tại một hòn đảo, thợ săn hải tặc Zoro đang thắp nến thì một tên bước đến. Hắn muốn thách đấu Zoro, thấy nói không được định động thủ. Zoro liền tránh né những cú chém của hắn ta. Thấy hắn vẫn cứ đòi múa rìu qua mắt thợ, Zoro liền rút thanh đao ra dạy hắn ta thế nào là kiếm phái. Ngay lập tức, tên kia đã bị chém hai nhát và nằm ra đất. Sáng hôm sau, Luffy và Kobe đang lanh đênh trên biển trong một con thuyền nhỏ. Luffy nảy ra ý kiến rằng sẽ đến căn cứ hải quân để cướp bản đồ. Kobe cũng nhớ ra gần đây có một căn cứ hải quân. Cùng lúc đó, một cô gái đang trôi giạt trên biển, đó chính là miêu tặc Nami. Hai tên hải tặc kia thấy trên thuyền là chiếc dương kho báu vội lao đến cướp lấy. Không ngờ đó chỉ là chiếc dương trống. Bất ngờ hơn, Nami đã cướp con tàu của hai tên kia và bỏ chạy. Cô ấy lấy tấm bản đồ ra và hướng tàu đến căn cứ hải quân, trở lại với Luffy và Kobe. Hai người đã lên đảo đến gần căn cứ hải quân. Trước khi ăn trộm thì cần no cái bụng trước đã. Cả hai vào một quán ăn vừa bàn bạc cách trộm tấm bản đồ. Bất ngờ Zoro cũng đến đây cùng xác tên cướp kia. Nami cũng đang ở đây, cô cũng nhắm đến tấm bản đồ đại hải trình. Một cô bé lúc này mang những chiếc bánh đến cho Zoro khi cô bé quay lại lở đụng nhầm vào tên khứa tóc vàng. Zoro tức giận vì hắn dám làm đổ thức ăn của mình. Anh cầm chiếc dĩa lên và yêu cầu hắn phải ăn hết đống đồ ăn này. Nghe thấy vậy, tên khứa tóc vàng cười lớn như được mùa. Hắn liền rút thanh kiếm ra nhưng chỉ vài đường, Zoro đã hạ đao ván hắn ta.
Đám hải quân thấy con trai đại tá hải quân bị đánh vội lao đến, nhưng từng tên một không phải là đối thủ của Zoro. Thấy vậy, Nami vội đánh một tên hải quân để cướp bộ đồ nhằm đột nhập vào căn cứ hải quân. Đám hải quân và Hemipo đều bị hạ gục. Hắn ta sợ hãi nói rằng bố hắn là Morgan, nếu hắn dám đụng vào mình bố hắn sẽ không tha cho hắn ta đâu. Zoro nghe vậy kéo tên Hemipo đến chỗ đại tá hải quân để đòi tiền thưởng cho tên sát thủ kia. Nhưng tên đại tá sẽ đưa tiền nếu Zoro chịu hình phạt 7 ngày vì dám đánh hải quân và con trai ông ta, nếu không sẽ cấm hắn ta tiếp tục làm thợ săn hải tặc. Nghe thấy vậy, cùng vì cần số tiền nên Zoro đã chấp nhận. Ngày hôm sau, tên Hemipo cầm kiếm Zoro đến trước mặt để thị uy. Thấy thanh kiếm quan trọng của mình, Zoro muốn hắn bỏ thanh kiếm xuống. Nhưng Hemipo lại nói rằng bố hắn sẽ trói Zoro tới chết tại đây. Lúc này Zoro biết bọn chúng không có ý định giữ lời hứa. Bất ngờ từ dưới cống Luffy trèo lên, thấy Zoro đang bị trói, Luffy bước đến muốn cậu ta gia nhập băng sau khi thấy cậu ấy chiến đấu ở quán rượu. Nhưng cậu ấy liền từ chối vì bản thân muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Thấy chưa thể thuyết phục được Zoro nhưng cậu vẫn sẽ cởi trói cho cậu ta trước tiên. Sau đó Luffy vội rời đi để tìm tấm bản đồ. Bên trong, Nami đang thuận lợi bước vào phòng bản đồ. Nhìn thấy Nami đang lãng vãng ở đây, một nữ quân nhân vội hỏi Nami đang làm gì tại đây. Cô ấy nhanh trí nói rằng mình đến đây để lấy tấm bản đồ đại hải trình cho đại tá Morgan. Một người khác đi đến nói rằng tấm bản đồ chỉ có một tấm duy nhất tại phòng đại tá Morgan. Và người đàn ông kia chính là tên hải quân bị Nami đánh ngất lúc trước. Biết thân phận mình bị lộ, Nami lao đến tấn công cả hai. Lúc này Luffy cũng đã bò đến đây, hai người không mời mà gặp. Biết Nami cũng muốn có tấm bản đồ nhưng Luffy lại tuyên bố nó là của mình. Vừa nói xong, cậu ấy liền vội tìm phòng của tên đại tá. Thấy Luffy cũng đang tìm tấm bản đồ, Nami vội chạy theo sau. Hai người đang tranh cãi thì lại gặp tên đại tá Morgan. Nhanh trí, Nami nói với tên đại tá rằng cô đang áp giải Luffy đến phòng giam. Không nghi ngờ ông ta đã bỏ qua và rời đi, không ngờ Nami đã trộm được chìa khóa trên người ông ta. Trong khi đó, tên Hemipo đang cầm thanh kiếm của Zoro mà múa máy. Zoro phá cửa bước vào khiến Hemipo đừng đờ ra mặt. Zoro tiến tới lấy lại thanh kiếm. Cùng lúc này, Nami và Luffy đang mở cửa phòng tên đại tá. Nami thì đang cố tìm tấm bản đồ nhưng không tìm thấy nó. Luffy vì tính tò mò mà đã mở được cánh cửa bí mật của tên đại tá. Trong khi đó, tên đại tá đến phòng bản đồ thì phát hiện hai tên lính hải quân bị đánh bởi một tên đột nhập. Biết được có kẻ đột nhập, hắn ta ra lệnh phát thông báo khắp căn cứ. Nami lúc này đang cố mở chiếc dương bí mật của ông ta thì tiếng còi báo động vang khắp căn cứ. Bên ngoài, tên đại tá đang phá cửa để xông vào. Thấy đang nguy cấp, Luffy liền dùng sức mạnh kéo cánh cửa chiếc tủ ra. Nami cùng đến phụ thì cả hai đã kéo nó văng ra bên ngoài. Chưa kịp vui mừng thì đám lính hải quân lao đến. Cả hai lập tức tấn công hạ gục từng tên lính một. Lúc này Zoro sau khi lấy lại những thanh kiếm của mình thì vô tình đi qua trận chiến của bọn họ. Nhìn cả hai đang bị yếu thế, cậu ấy lao đến vung kiếm tương trợ cho cả hai. Cả ba nhanh chóng hạ tất cả đám lính. Cùng lúc này, tên đại tá Morgan cũng đi đến. Luffy và Zoro cùng lao đến tấn công nhưng với sức mạnh của một đại tá hải quân, Luffy liền bị ném ra xa. Zoro nhảy đến, hai tay hai thanh kiếm chém vào ông ta. Nhân cơ hội Luffy tung đấm vào ông ta, cả hai kết hợp cùng tấn công. Thấy đối thủ khó xơi, Zoro cầm ra chiếc khăn quấn đầu rồi rút ba thanh kiếm ra. Cậu lao đến tấn công, chỉ với một chiêu tên đại tá bị đánh bay ra bức tường. Luffy nhanh cơ hội đấm vào mặt Morgan. Zoro nhảy đến dùng thanh kiếm khống chế. Luffy nhảy đến tung đấm đánh bay ông ta. Ba người giành chiến thắng vội đến chiếc hộp sắt, vì nó quá nặng nên chưa biết phải làm sao. Không ngờ Zoro lại nhấc nó lên rồi rời đi. Ba người đang lên thuyền chuẩn bị rời đi thì tên Hemipo cầm súng đi đến, đang hoang hoang thì bị một đấm vào mặt. Hóa ra đó chính là Kirby. Cậu ta bước đến để tạm biệt Luffy. Ngay sau đó ba người cùng răng bùm lên đường. Trong khi đó, tại một vùng biển, một con tàu của hải quân đang di chuyển. Phó đô đốc Garp là người chỉ huy con tàu. Ông ấy nhận được thông tin căn cứ hải quân của Morgan bị hải tặc tấn công, tên băng hải tặc là Mù Rơm. Nghe vậy, ông ấy quyết định tiến đến đó để xem xét. Tại chỗ, tên hải tặc Heberji Kabari đã thông báo với ông ta về thông tin Luffy đã cướp tấm bản đồ đại hải trình. Tên Heberji lúc đang bị truy nã 15 triệu Belly. Quay trở lại nhóm Luffy, lúc này Nami đã mở khóa thành công chiếc hộp sắt, bên trong là tấm bản đồ đại hải trình cùng lệnh truy nã hải tặc Kuzo. Nhưng Zoro lại tỏ ra không thích vì cậu chỉ thích tiền mà thôi. Nami tức giận nói tấm bản đồ còn quý hơn vàng gấp nhiều lần. Nami là hoa tiêu nến có thể đọc được tấm bản đồ. Đang vui mừng thì một làn khói đỏ bao phủ lấy đầu hai người. Ba người sau đó ngất đi vì hôn mê. Luffy nhanh tay nhét tấm bản đồ vào chiếc bụng của mình. Đến khi tỉnh lại thì cả ba tá hỏa khi đang bên trong rạp xiếc. Những khán giả ở đây đều là nô lệ. Tên Heberji xuất hiện và bóp miệng Luffy muốn biết tấm bản đồ ở đâu. Luffy tuyên bố là bố mày éo biết. Berji tức giận cầm những thanh đao lên đe dọa ba người phải giao ra tấm bản đồ. Nami quay sang nói với hắn ta sẽ lấy thứ khác để trao đổi với ông ta. Vừa nói xong, Nami ném chiếc mũ Luffy bay lên cao. Luffy vươn cánh tay vội cướp lấy, còn Nami thì vội thoát thân, nhưng cô sửng sở khi cả ngôi làng trước mặt đều bị thiêu rụi. Bất ngờ cô bị đám hải tặc bắt lại. Khi vừa bị đem vào trong, cô tức giận vì Berji đã phá hủy cả ngôi làng, nhưng hắn ta không quan tâm. Ngay sau đó, tên hề Berji giam hai người vào trong, còn Luffy thì bị treo ở bên ngoài. Hắn muốn Luffy phải giao ra tấm bản đồ, nhưng cậu ta không chịu khai ra bất cứ thứ gì. Đang không biết làm thế nào, hắn liền lấy chiếc mũ của Luffy và nhận ra chiếc mũ là của San Tốc Đỏ. Hóa ra cả hai từng là đồng đội của nhau. Để Luffy phải giao ra tấm bản đồ, Berji muốn ép cậu bằng cách sẽ xử tử một cậu bé. Nhìn thấy vậy, Luffy tức giận rồi vùng thoát ra.
ngay lập tức cậu tung đấm đánh bay tên hề Burgi đi. Bất ngờ hắn ta vẫn còn sống, hóa ra hắn đã từng ăn trái ác quỷ nên có năng lực tách biệt cơ thể. Lợi dụng Luffy không chú ý mà hắn đã đánh thuốc mê vào Luffy, bên trong Kabari đang đạp xe xung quanh và đe dọa Zoro, lý do vì lúc trước Zoro đã giết em trai hắn ta để đổi lấy tiền thưởng. Quay lại căn cứ hải quân, lúc này Garp đã triệu tập Kirby đến để tra hỏi. Garp đã biết được Kirby đã đi cùng một tên cướp biển đã cướp bản đồ. Kobe vội giải thích nguyên do vì bị nữ hải tặc Ageda bắt giữ và được Monkey D. Luffy cứu rồi đưa đến đây. Nghe thấy cái tên của cháu mình, ông già Garp đã hiểu ra mọi chuyện. Kobe lúc này nói rằng bản thân chỉ muốn làm hải quân và cậu không hề hợp tác với hải tặc. Quay lại nhóm Luffy, cậu ta đang bị nhốt trong chiếc hộp. Nước đang tràn vào bên trong, vì người ăn trái ác quỷ sẽ mất sức mạnh khi gặp nước, tên hề Burgi vội xả nước để dìm chết cậu ta. Bên trong tên Kabari đang ném phi tiêu vào Zoro thì Nami đã thoát ra được và tung đá vào người hắn ta. Zoro cùng phối hợp đánh ngất hắn ta, cả hai bước ra bên ngoài. Bên ngoài Luffy đang gặp nguy hiểm thì Nami đã kịp cứu Luffy trong gang tấc. Tấm kính vỡ tan tành đẩy Luffy ra bên ngoài. Bất ngờ tấm bản đồ nôn ra từ miệng của anh ta. Thấy tấm bản đồ, Burgi cầm nó lên tay, Zoro bước đến chém hắn ta nhưng cái đầu của hắn đã né được. Cậu liên tục chém hắn ta nhưng không chém chết được hắn. Cơ thể Burgi bắt đầu phân tách ra thành nhiều mảnh khác nhau, hàng loạt bộ phận hắn ta tấn công hai người. Cả hai nhanh chóng bị đẩy lùi. Thấy bọn họ đang dần yếu thế, Luffy đứng dậy đấm xuyên bụng hắn ta nhưng cơ thể hắn lại lành lặn. Hắn lấy ra những con dao rồi phân tách chúng ra rồi lao tới. Luffy vội né tránh nhưng vẫn bị cánh tay hắn ta bóp cổ xuống sàn nhà. Vô tình cậu nhìn thấy mấy chiếc hộp gỗ liền nãy ra ý tưởng đánh bại hắn ta. Cậu ném cánh tay vào hộp rồi đóng chúng lại. Ba người cùng phối hợp ném từng bộ phận của hắn ta vào chiếc hộp gỗ. Đến cuối cùng tên hề chỉ còn chiếc đầu và đôi chân. Luffy nhân cơ hội sử dụng hai cánh tay của mình đánh bay hắn ta bay đi. Cuối cùng ba người đã giành lại tấm bản đồ. Ba người cùng đã giải cứu cho toàn bộ người dân đang bị bắt tại đây. Bọn họ đều bất ngờ vì hải tặc cùng có loại rít loại rát. Cùng lúc đó Garp đã bắt giữ Morgan vì tội làm mất tấm bản đồ. Ông ấy đã tuyên bố với tất cả hải quân trong căn cứ về trách nhiệm của một người lính hải quân. Trở lại với Luffy, ba người sau khi chia tay, người dân đã lên đường đến đại hải trình. Đột nhiên Nami bí mật vào căn phòng để báo thông tin cho ai đó. Sáng hôm sau khi Nami đang đọc báo thì Zoro nói rằng con tàu đang bị tràn nước vào. Nghe vậy Nami vội chạy vào kiểm tra ốc truyền tin của mình đã bị ngập nước. Ngay sau đó cô thông báo con tàu chuẩn bị chìm, bọn họ cần tìm một hòn đảo để thay con tàu mới. Ba người sau đó đã đến một hòn đảo. Trong khi này Burgi đã quay trở lại và lấy được các bộ phận của mình. Không ngờ một đàn em của tên A Long xuất hiện và muốn hắn đi theo mình. Burgi lập tức tấn công nhưng hắn dễ dàng bị đánh hạ. Bên này ba người đang đi lang thang đến xưởng đóng tàu. Nami đề nghị bọn họ sẽ trộm một con tàu, nhưng Luffy lại tự tin rằng bản thân sẽ xin được một con tàu. Luffy sau đó tìm được một con tàu với mũi trước là hình con dê kỳ lạ. Bên trên tàu một chàng trai xuất hiện, đó chính là Usopp. Cậu ấy nói rằng con tàu thuộc sở hữu của quý cô nhà giàu nhất hòn đảo. Anh có thể dẫn ba người đến gặp chủ của con tàu để mua lại nó. Usopp sau đó đã dẫn ba người đến một căn biệt thự. Cậu vừa đến thì một người đàn ông ném con dao rồi muốn đuổi cậu ta đi. Hắn muốn Usopp đã cút ra khỏi đây ngay lập tức. Đột nhiên nữ chủ nhân ngôi nhà xuất hiện. Usopp chạy đến chào hỏi cô ấy và chúc mừng sinh nhật cô. Nghe Usopp nhớ đến sinh nhật của cô khiến cô ấy rất là vui mừng. Nhưng tên quản gia lại không vui và mời Usopp rời đi. Hắn muốn lần sau Usopp đến thì phải thông báo trước. Nhưng cô ấy lại muốn mời bọn họ vào trong. Thế là cả bọn đã bước vào căn nhà. Tại bàn ăn, Luffy ăn ngấu nghiến bất cứ đồ ăn nào cậu ta nhìn thấy. Thấy vậy cô tiểu thư cũng muốn ăn nhưng tên quản gia lại ngăn cản vì hắn cho rằng cô phải ăn kiêng. Đang ngồi ăn ngon lành thì Luffy mở miệng nói mình là hải tặc và vừa đột nhập vào căn cứ hải quân để cướp tấm bản đồ. Vừa nói xong thì cậu tiến tới chỗ cô tiểu thư để xin một con tàu để ra khơi. Nghe vậy cô ấy tỏ ra thích thú vì bản thân cũng muốn khám phá thế giới. Vừa định đồng ý với Luffy thì tên quản gia đã ngăn cản lại. Bị tên quản gia ngăn cản, cô chỉ có thể kêu mọi người hãy ở lại đây một đêm. Quay lại với phó đô đốc Garp, ông ấy đang đánh cờ với Kobe thì một người bước vào phòng. Anh ta nói rằng đã tìm thấy con thuyền cùng lá cờ hải tặc này. Biết được đứa cháu mình ở gần đây, Garp ra lệnh cho tàu tiến đến hòn đảo gần nhất. Trở lại với căn biệt thự, Mary đang đến chỗ tiểu thư để gặp cô ấy. Nhưng tên quản gia đã ngăn cản, hắn biết ông ấy đến đây để ngăn cô giao quyền quản lý xưởng đóng tàu cho ông ta. Tên quản gia đã giết chết Mary. Hóa ra hắn cũng sở hữu năng lực trái ác quỷ. Trong khi đó tên hề Burgi đã bị đưa đến chỗ A Long. Tên A Long với số tiền truy nã 20 triệu Belly. Tên A Long vừa xuất hiện làm tên hề Burgi sợ xanh mặt. A Long chưa kịp dọa đã khiến tên hề Burgi khai ra tất cả, kể cả việc Luffy đã có tấm bản đồ đại hải trình. Tên hề Burgi nói rằng sẽ dẫn đường cho hắn ta. Trong khi đó Luffy và Zoro đang đến chỗ nhà ăn để kiếm đồ lót dạ. Bất ngờ cả hai gặp Usopp tại đây. Cậu ấy có năng lực bắn bất phát bách chúng. Luffy thì cần thức ăn mà Zoro lại thèm rượu. Nghe vậy Usopp đã dẫn cậu ấy đến hầm rượu. Cả hai phát hiện Mary đang nằm bất động trên sàn nhà. Đột nhiên tên quản gia xuất hiện đằng sau hai người họ. Zoro lúc này mới nhận ra hắn là tên trùm băng hải tặc mèo đen với mức truy nã 16 triệu Belly. Zoro lập tức rút kiếm ra, nhưng tên quản gia có khả năng dịch chuyển, Zoro bị đánh ngất từ đằng sau. May mắn Usopp đã bỏ chạy kịp thời, tên quản gia muốn hai tên thuộc hạ đem hai người đi xử lý. Hai tên thuộc hạ đã ném hai người xuống một cái giếng cùng ba thanh kiếm của Zoro.
bên này Usopp đang chạy khắp ngôi làng để kêu cứu vì có hải tặc. Nhưng vì từ lâu người dân không tin anh ta do những lời nói dối lúc trước của mình. Usopp thấy vậy bất lực ngồi ra đất, bất ngờ Kobe xuất hiện trước mặt anh ta. Ngay sau đó Usopp đã nói với Kobe rằng thủ lĩnh băng mèo đen còn sống, nhưng Hemipo lại nói rằng Morgan đã giết chết hắn ta. Kobe vẫn tin Usopp đã để anh ta dẫn đường. Bên trong Luffy ngất ra bàn vì đã ăn hết chiếc bánh chứa thuốc mê. Nami đi đến phát hiện nhưng khi nghe có người đi đến cô ấy liền trốn đi. Ba tên kia đi đến và biết cậu ta đã ngất đi vì ăn hết chiếc bánh. Tên thủ lĩnh ra lệnh quăng Luffy xuống giếng, lát sau hắn ta ra mở cửa vì hải quân đang ở bên ngoài. Hải quân lúc này không chút nghi ngờ còn cho rằng Usopp đang nói dối. Hemipo liền hỏi Luffy đang ở đâu, tên thuộc hạ liền giao Luffy đang ngất đi ra. Lúc này Nami bất ngờ xông ra đánh ngất tên thuộc hạ còn lại. Bên ngoài thấy tình hình bất lợi, Usopp vội chạy trốn. Cậu ấy chạy đến chỗ cô tiểu thư để nói với cô rằng tên quản gia là một hải tặc. Nhưng cô tiểu thư lại không tin điều đó và đuổi cậu ta đi. Nhưng Usopp nhất quyết muốn ở lại để bảo vệ cô tiểu thư. Trong khi đó Zoro lúc này đã tỉnh lại và tìm cách leo lên trên. Bên này ba tên kia âm mưu muốn giết cô tiểu thư. Tên mập liền kéo công tắc đóng tất cả cánh cửa trong ngôi nhà. Ba tên kia ngay lập tức chuẩn bị vũ khí xông đến chỗ cô tiểu thư. May mắn ba người sau đó đã trốn đi bằng con đường bí mật. Nhưng vì cô tiểu thư ho làm tên quản gia phát hiện, hắn dùng những lưỡi kiếm đâm xuyên tường. Một trong những lưỡi kiếm đã đâm trúng cô tiểu thư. Ba người ngay lập tức bỏ chạy đến một căn phòng bí mật. Sau một bức tranh là công tắc điều khiển, ba người cố gắng quay thanh điều khiển kia. Bên này Zoro đã leo ra được khỏi miệng giếng. Luffy lúc này cũng tỉnh lại và cậu ta nói với Kobe thông tin về việc tên quản gia đã giết người. Bọn họ cần đi cứu cô tiểu thư. Hemipo nghe vậy định rút súng ngăn cản, bất ngờ Zoro xuất hiện liền cho Hemipo một đấm nằm ra đất. Luffy và Zoro vội quay lại để giải cứu mọi người. Zoro sau đó đã cậy cánh cửa để hai người tiến vào căn nhà. Hai người vội chia nhau ra để tìm kiếm. Trong khi đó tên quản gia đã đến được phòng bí mật. Nami và cô tiểu thư định bỏ chạy thì bị hắn ta bắt lại. Usopp bắn đạn cao su nhưng hắn ta đã bắt được viên đạn. Hắn dịch chuyển đánh bay Usopp ra đất. Trong khi đó Usopp đã chạm mặt hai tên thuộc hạ. Vừa gặp mặt hai bên lao vào chiến đấu. Bên trên tên thủ lĩnh định giết chết cô tiểu thư thì Luffy đã kịp ngăn cản hắn ta. Hắn bất ngờ dịch chuyển Luffy vội tung đấm nhưng hắn ta đã né được. Hắn liên tục dịch chuyển chém Luffy từng nhát một. Nhận thấy hắn quá nhanh, Luffy liền nhắm mắt để cảm nhận. Hắn ta vừa nhấc chân thì đã bị Luffy tung một đấm nằm ra sàn. Bên dưới Zoro đang chiến đấu ác liệt với hai tên kia. Một mình anh có thể chấp bọn chúng. Sử dụng kỹ năng của mình, Zoro đã chém Luffy sử dụng những cú đá đánh ngất bọn chúng. Bên trên tên thủ lĩnh đã cạn năng lực để sử dụng. Hắn chỉ có thể đánh bằng kỹ năng của hắn ta. Hắn liên tục vung chém vào Luffy nhưng Luffy đã né được những cú chém của hắn ta một cách dễ dàng. Hắn liền đâm những lưỡi dao về phía Luffy nhưng cậu ấy đã bẻ hai bàn tay hắn ra. Luffy ném cái đầu ra đằng sau rồi đập mạnh vào mặt hắn ta đánh bay ra bên ngoài. Cuối cùng ba tên băng hải tặc mèo đen đã bị bắt giữ. Nhưng lúc này hải quân đang ở trên đảo, bọn họ cần rời đi ngay. Vì được nhóm Luffy cứu nên cô tiểu thư Kaya đã cho bọn họ con tàu kia. Luffy nghe vậy vui mừng. Nhìn thấy Usopp có vẻ buồn bã, Luffy đã mời Usopp tham gia băng đảng của mình. Usopp sau đó đã đến hôn tạm biệt cô tiểu thư rồi cùng nhóm Luffy ra khơi. Bên này tên quản gia kia vẫn còn sống và đang muốn tẩu thoát. Ở cách đó không xa, phó đô đốc Garp đã phát hiện ra tàu của nhóm Luffy. Ông ấy muốn tăng tốc để bắt bọn họ lại. Nhóm Luffy đang bàn luận thì bị tấn công bất ngờ. Tàu hải quân đang bắn pháo vào tàu bọn họ. Luffy nhìn ống nhòm thì phát hiện đó là ông nội của mình. Cậu nhớ lại hồi nhỏ đã tự tay làm một con tàu hải tặc thì ông nội phá nát con thuyền vì ông ấy là phó đô đốc hải quân. Ông ấy muốn Luffy làm hải quân. Trở lại hiện tại, pháo hải quân đang bắn tan con tàu. Luffy ra lệnh cho Usopp bắn trả, nhưng vì quá sợ hãi mà Usopp đã làm rơi các viên đạn. Bên kia GARD nói qua loa ông Sen muốn nhóm Luffy phải đầu hàng, nhưng Luffy lại tuyên bố éo đầu hàng. Quá tức giận, ông ấy liền ném đạn đại bác qua tàu của Luffy. Luffy vội phình cơ thể to lên rồi đỡ lấy viên đạn rồi đánh bay viên đạn lại làm cánh buồm tàu hải quân bị gãy đổ. Garp tức giận hét lớn nhưng tàu Luffy lúc này đã trốn được vào đám sương mù. Nhưng bên trong sương mù Nami không thể định vị phương hướng được. Mọi người đang lo lắng thì Luffy nói mình ngửi thấy mùi đồ ăn. Thế là Luffy trở thành hoa tiêu bất đắc dĩ của con tàu. Sau một thời gian di chuyển, cả bọn đã đến một nhà hàng trên biển. Đó là nhà hàng nổi tiếng nhất Biển Đông. Cả bọn quyết định vào nhà hàng để ăn thử. Bên trong bếp, Sanji đang chuẩn bị một món ăn cho khách hàng, nhưng bếp trưởng đã vất món ăn của cậu sang một bên và yêu cầu Sanji phải nấu những món ăn trên thực đơn. Thế là cậu ta bị đuổi ra ngoài. Thấy hai vị khách đang đánh nhau, Sanji vội tẩm quách cho hai vị khách kia. Nhìn thấy màn biểu diễn của Sanji vừa rồi khiến Luffy chú ý, bọn họ liền muốn kêu tất cả món ăn lên bàn. Nhưng Sanji chỉ để ý đến cô gái xinh đẹp là Nami, trong khi bên này tàu phó đô đốc Garp đang bị hư hại sau trận chiến vừa rồi. GARD đã gọi điện cho Thất Vũ Hải Mắt Diều Hâu để hắn ta đi bắt Luffy. Nhưng lúc này hắn ta đang điên cuồng chém giết bọn hải tặc và không quên chém đứt đôi con tàu của bọn chúng. Tên thuyền trưởng John Krieg với mức truy nã 17 triệu Belly bước đến. Hắn bất ngờ nổ súng nhưng những viên đạn liền bị chém đứt đôi. Ngay sau đó là tiếng la hét của hắn ta, quay lại chỗ nhóm Luffy. Tuy rằng cả bọn không ai có đồng nào nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình. Sanji sau đó cầm hóa đơn ra thì Luffy liền ký giấy nợ. Bếp trưởng tức giận bước ra kêu lớn tên Luffy là tên nào. Anh lù lại tự tin tuyên bố mình là vua hải tặc tương lai. Khi tìm thấy kho báu One Piece thì sẽ trả đủ nợ.
Nghe vậy bếp trưởng không nói nhiều liền cho Luffy đi rửa bát chén để trả nợ. Tổng số tiền mà Luffy phải trả sẽ là thời gian làm việc 1 năm. Đến đây là hết phần 1, mời các bạn đón xem phần 2 trong video sau nhé.